thời buổi đồng thao lẫn lộn, tự nhà làm cho chắc, cắt ra hàng đảm bảo luôn, mềm như bún luôn. Gắt này chơi cũng phê đấy, chơi mềm như bún luôn không đó. Đâu có anh em nào dám mua cọng dây vài trăm ngàn mà về cắt ra thử ở bên trong nó cái ruột nó làm sao, đâu ai dám làm.